Ân bắc sổ vẽ siêu to khổng lồ nhà ông mặt bự. Đây là sổ si kê hiện tại của mình. Mình thường vẽ phác thảo trước sau đó mới xì căn lên giấy tô màu nước. Hôm nay mình có nhận được sổ từ nhà ông. Cùng mình ân bắc xem sổ mới như thế nào nha. Sổ của nhà ông lúc nào cũng to và bìa cứng rất đẹp. Kích thước sổ cỡ A4 tha hồ vẽ nhé. Mình được tặng một quyển sổ nhỏ nè, bìa in xinh xẻo ghê á. Nhân vật chính sổ vẽ lần này nhà ông kết hợp với artist yêu cầu. Bìa có bọc siêu luôn, sổ màu đen hợp gu mình quá. Sổ vẽ này sẽ kết hợp với các kiến thức của yêu cầu về cách vẽ biểu cảm nhân vật. Vẽ này cực kỳ thích hợp với các bạn đang muốn tập vẽ các nhân vật với nhiều cảm xúc đa dạng hơn. Nhất là với các bạn thích vẽ truyện tranh thì biểu cảm của nhân vật siêu quan trọng luôn. Sổ sẽ có 75 trang kiến thức dành cho các bạn tham khảo, các tutorial riêng gồm hình ảnh và hướng dẫn lời siêu chi tiết. Các bạn có thể vừa xem hướng dẫn vừa thực hành vẽ phía sau. Bạn cảm thấy sổ vẽ này như thế nào? Bạn có muốn sở hữu sổ vẽ này không?